Wow, mình nghe nhạc thôi là mình đã cảm thấy cái game này nó một phần là nó hay như thế nào rồi. What, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình là Peter đây. Chào mừng anh em đã đến với tựa game mới và cái tựa game khá là giống với một tựa game mình đã từng làm, đó là Night Training Diary. Và tựa game này có tên là Rock Girl, hay còn gọi là cô gái của cuộc đời tan vỡ à? Có thể gọi là như vậy. Thì ok, mình có search tựa game này ở trên Chrome ấy, nhưng mà có điều là mình search không ra. Mình mãi mới hỏi trong group thì nó bảo là phải lên trang GVN18 các kiểu gì đấy, mình không rõ. Thì cái trang đấy thì nó gửi cho mình và mình đã tìm vào và đúng thật. Cái game này nó đã Việt hóa sẵn rồi, nhưng mà tiếc thay là mình không thể tải được bản Việt hóa, cho nên mình phải tải bản tiếng Anh về. Cho nên các bạn thông cảm cho mình đấy, còn là tại con ngữ ấy. Vì cái game này thì mình quay là đã Việt hóa sẵn rồi. Thì ok, new game nhá. Game này nó cũng giống như kiểu Night Training Diary thôi. The top note Venice là the pianist is playing in the valley. Cái nốt nhạc của tiếng là piano đang chơi trên một cách gọi là đất. Những âm thanh tuyệt vời, những ngôn nhạc tuyệt vời, thư làm thư giãn cơ thể và tầng óc của tôi. My personal hairstyle is messing me softly. Cái người mà đang cơn đau cho tôi một rất là nhẹ nhàng. Cô Fena, sắc của cô Fena là tuyệt và như vậy. Cảm ơn, cảm ơn về cái chăm sóc của cô. Là từ lâu trước cái này nhất nhiều năm rồi. Mà giờ tôi đã có cái tóc kiểu tệ hại nhất, nó có thể được chăm sóc nghĩ vậy phải không? Cảm ơn cô rất nhiều, cô Fena. Cô có muốn có thế này không? Còn thằng có chuyện đi ăn tối bữa tiệc hôm nay. Nói là hát gì đấy? Tất nhiên rồi, cô Fena. Cô Fena á? Người phục vụ của tôi, Richard, tới cùng với một cái quần áo tay. Người đang mặc cái này. You're wearing this robot top with trailing? Or this... À, người sẽ mặc cái bộ hoàng gia màu xanh này hay là cái bộ váy váy đỏ? Tôi đã mặc chúng ở trong bữa tiệc trước rồi. Tôi nhớ có một cái một quần áo màu hồng trong một quần áo màu hồng cho tôi. Tôi chưa mặc nó à, phải không? Đúng, cái bộ quần đó là phải không nhỉ? Tôi chỉ mới quay trở lại từ cái chỗ làm khô thôi. Bỏ đi, tôi sẽ mặc áo này. Tất nhiên cô Fena, Richard. Can you enjoy her rest of it? Nó cực kỳ, tôi nghe thấy có cửa mạnh ở dưới tầng. Nó rất là ồn nồi với tối, cảm thấy rất là khó chịu, tôi khơi những cửa mở nó ra. Mọi người đàn ông với một cái bộ váy của tôi. Cậu người là ai? Làm gì ở đây? Phải chưa? Này cô gái, cô là người con gái của anh ấy phải không? Anh ấy ra cái bài bài báo với một cái tờ ở bên đấy. Ngươi là ai? Ta là ai á? Cha của cô đã mượn tôi tiền từ con chắc trước rồi. Mọi thứ rất là ổn đến khi hắn One time pretty successful business. Mọi thứ rất là ổn sau khi hắn nó một cái buổi làm việc thành công. Và không bao giờ stealth được internet như là người đó. Người ta But it's not he owns something that he lost in his face. Đồ nói dối. Bao giờ không bao giờ mượn tiền từ người khác như ngươi. Khi tôi
là tôi không thích kiểu như khó chịu của những cô gái nhỏ. Vậy có thể cho tôi 10 triệu không được? Vãi cả trưởng, 10 triệu á? Đùa nhau à? Tao mà gặp mày mà thật thì tao đã giết con mẹ mày rồi. 10 triệu nó thế á? Mày, tao thật đấy, tao gặp mày tao muốn đâm thẳng người và không được mày 10 triệu đâu. Or you could give us some pleasure if you want a payment. Wow, cái game này còn khó, nó còn ghê, nó còn hơn cả thế em ạ, mấy cái anh em lại luôn. Tôi sẽ ta sẽ cho tôi sẽ đưa cho người đưa cô 1 năm để trả số tiền này, hoặc cô phải trả với cơ thể của cô. Thế này tại sao có thế, chúng ta không thể quay trở lại với giống này, chúng ta nên phải làm gì đó thú vị nhỉ? Cái kế hoạch trả tôi 2 triệu được không? Làm sao thể tôi có được 2 triệu bây giờ? Fuck! Đùa nhau à? Để ông chết 2 triệu, cậu sẽ làm cái gì đó với cái khóc của người ta? Mình nghĩ chắc là piss off đi. Tôi không biết làm sao thể làm vậy trong giường của tôi. I feel light right now in the bedroom. Once open and bright, it's mocking me. Với không cha và không có gì, tôi không có gì cả. Tất cả thánh xám và bất tận đây mọi người. Thuấn sẽ không còn tôi nữa. Chỉ có một nam mà sẽ quay trở lại với tiền. Tôi phải lấy công việc nhất có thể. Đột nhiên, mạng nó mở cửa. Tôi bắt đầu, nó là Richard. Richard, à trông cậu bà vậy? Phải là cậu có chắc của chúng nó không? Oh my god, mình không khá là không có rõ lắm về cái này nhỉ. Đây là status này, đây là cái let's pay part time này, tiền này, next payment là 5 triệu, why remaining bill này, à phía chúng ta có gì không? Oh my god, trời ơi, vì cá anh nghe này, cái video mình làm này chắc chắn là phải che cực nhiều rồi. Đùa đấy, phải làm việc nhé, làm gì đây? Là livestream á? What? Really? Clothing shop đi, livestream nữa. Hình như anh ta thể làm nữa hay sao nhỉ?
livestream này. Ok. Đây là gì nhỉ? Ui. Tôi thở lại, tôi I grew up with a silver spoon. Không có ba tôi. Tôi zero big money. I fought a torture and become very desperate. I don't care about other people to see me right now. Shh, I gotta stop. Phê ná. Ra khóc cái vẻ như là nó gọi tôi bạn gần. Rồi bác An. Which one is he? Well, he's kind of looking for shame. Thế na, có chuyện gì với cháu vậy? Bác tôi đang khóc. Một xíu nữa. Bác sẽ đừng khóc lần nữa. Thế à, thế na, cứ nói với bác nào. Bác mong bác có thể giúp được cháu. Uncle I'm silly than a straw. I don't want to respond right away. Ba cháu đã đưa cho nhiều tiền đến một bác hội ở đó. Họ hỏi cháu rằng phải trả một đó trong một năm. Nếu họ không, họ sẽ... Đừng lo, Pena, ta sẽ giúp cháu. Đi theo ta và ta sẽ giúp cháu, ta sẽ được. Mình không... What the fuck? Theo bác A hay là không? Cái xếp đoạn này nhé. Nói chung là mình đang phân vân dự chọn. Ta biết thứ gì anh ta thích. Anh ta có vẻ khá là bối rối với những con người, nên không sao, tiền không phải vấn đề. Uầy, mà uầy nhìn nhân vật cả với nhìn lỗi này. Ta để ra sau con, thấy chưa sao được. Fuck. Thật sự rất là khó anh em ạ. Mình cảm thấy thật sự rất là khó. Ôi. Ok. Kiểu này mình khá là mệt với game này đấy. Ta sẽ hỏi người vụ đến nhà. Game này có vẻ hơi khá là kỳ nhỉ anh em nhỉ? Như kiểu là nó chỉ tập trung trong việc gọi là một thứ ấy, đó chính là lên đầy đủ để trả lại tiền cho nhóm hội. Nếu không thì chúng ta sẽ trả giá bằng những thứ liên quan đến trên 18 cộng, anh em hiểu đấy. Và vãi cả đai, vì thề luôn là mình phải suy nghĩ là tỉnh táo. Mình phải suy nghĩ là tỉnh táo anh em ạ. Mình phải suy nghĩ tỉnh táo. Ôi. Ôi giời ơi. Không ai thích, trời ơi. Ok, 2000 năm. Căng thật. Không được, không được. Thành công này, thành công. Thành công tiếp. Fail này. Xác xít này. Xác xít luôn. 4.000 năm tiền. À có thể chứ.
Vậy là tôi, William đây. Cậu có ở nhà không vậy? Đó là William. Xin lỗi William, nhưng tôi đang tắm rửa. Wow, cái đoạn đấy mà mình may mà mình cũng cắt, mình phải chắc mình phải cắt cái đoạn đấy một xíu nha. Thì coi như là anh em sẽ không để ý cái đoạn mà mình vừa chọn nhầm cái đấy đâu. Ok, mình sẽ cố gắng cắt nó đi. Nên giờ Vậy là đây, tôi có một bó hoa hồng nè. Thế nào, tôi nghĩ cậu biết thành tích của tôi. Tôi năm nay cậu hơn 10 năm rồi. Tôi sự yêu cậu. Tôi chỉ không nhận cậu với tôi đi. Ủa? Có vẻ hơi sớm không anh em? Mình là một con gái đáng thương rồi. Ấy da, tập đầu mà như này chắc có lẽ là mình không thể đắt đổi đâu. Các bạn mình chỉ là mình xếp cái này vào. Khiếp, đến gặp mà như này mà kiểu như từ chối hoa, mình ca chắc là phải móc thêm thôi. Fuck. Một cuộc sống tốt á. Ôi. Wait a minute. Chắc là trừ một nhỉ. Yên. Nếu như mà mình thử chọn cái trên review police ly nhá. Ok, vậy là mình có lẽ là phải hơi hơi lầm khi chọn mấy cái này này, tại vì mình cũng khá là kiểu như đang mình nhiều khi suy nghĩ nhiều ấy, cho nên nó khá là đau đầu với mình. Tại sao ta ở đây nhỉ? Mình nó nhận ra là cái game này này nó cái khả năng là stress nó không được nhiều. Mình cá chắc với anh em game này nó khác hơn nhiều. Được cái là cái kỹ năng nó lên thôi, với cả nó cái ngày làm ấy thì nó dài hơn, nó không được nó không kiểu như nó không gì lắm ấy, nó không có được nó không được có tầm 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 gì lắm. Chúng ta đến đây nhỉ. Looks like we have a toss bot here.
đánh đập một con người không mà cơ. William, sao cô lại ở đây? Tôi ở đây để đi tìm kiếm ngôi nhà đó. Fena, cậu đã ở đâu thế này vậy? Tôi đã tìm cậu sau khi ba cậu đã qua đời. Tôi đã ở xung quanh nhưng mà không ai biết cậu đang ở đâu. Và cô em nói về The Terrible Sir. Ý cậu là cậu đang làm việc ở đây à? Tôi làm việc ở đây. Ba tớ đã là một số tiền lớn trước khi ông ta chết. Tôi chỉ có thể giữ tiền cho William. Không phải là tôi không có ý đến chạm với cậu. Chờ tôi quá bận việc để đó. Tôi không có thời gian để mọi người, không phải cậu. Mặc dù không có gì nữa. Tôi đang không có chạm để cậu. Vậy là đừng nói chuyện vớ vẩn đi. Đừng nói gì đó về cái điểm đó. Cậu vẫn không hiểu cái cảm giác, cái tâm trạng của tớ à? William, tớ không xứng đáng với cậu, với người mà tớ là bây giờ. Tớ không xứng đáng để yêu. Đi, đừng phí thời gian tớ nữa. Fina, thế là cậu tớ đang yêu, không phải vì tiền, không phải vì tượng, tớ yêu cậu, bất kỳ là ai. William đã yêu, lòng yêu tôi như. Tại sao không anh sao không thể anh ấy tôi trước đi thì tôi biết trước ít ra tôi có thể có thời gian tốt với anh ấy. Với lại tôi không xứng đáng bất kỳ sự quan hệ bây giờ. Xin lỗi William, cảm ơn người đã yêu tớ, nhưng bây giờ tôi đang sống với một cái định nghị lớn. Tôi không thể bị phân tâm bởi những thứ khác ngoại trừ công việc không tâm đến lãng mạn đâu. Thế là cậu phải tin tớ. Chúng ta có thể chia sẻ những rắc rối và những khó khăn với nhau. Tớ sẽ giúp cậu để đợi tớ. Cảm ơn William. Mấy ba ok. Uầy, khiếp, bắn còn nóng, biết sao xét này anh em ơi. Ui, 24k. Kinh ngật. Bao nhiêu đây? 14k, được. Không hiểu sao tôi lại có mệnh như vậy. Với lại, một khi là một cô gái rồi có. It's a rebel lady here. What's wrong? Không có gì, xin lỗi. Tôi là phiền ông ngư. Không có gì đâu.
chỉ là một cô gái đẹp như cô khóc trên phố. Tôi khá là đấy. Cảm ơn vì các bạn đã quay trở lại đây. Biết thì một con nữa tôi gọi cảnh sát thì tôi nói là tôi đấy rồi tiếp thật má ơi, ta mình nóng rồi, với lại mình khá nhiều tình huống nguy hiểm. Game này nói chung là mình cảm thấy gọi là tình huống nguy hiểm là nhiều, và mới tập đầu thôi mà mấy cái tình huống các kiểu xảy ra mình cảm thấy như kiểu là mình đang bắt đầu cảm thấy mệt rồi đấy. Bỏ qua đi. làm việc nha anh em. Ơi trời ơi. Ok. Fail fail này. Succeed này. Fail tiếp. Fail tiếp. Fail rất nhiều anh em ạ. Chào mừng. You're coming to a handsome gentleman suite. Holding a girl with long hair and heavy makeup at this time. Chào, tôi có thể giúp gì? Arian, hôm nay anh chỉ thử với em. Gì? Cậu luôn luôn, em thật luôn luôn gắn tị với như vậy. Đó bởi vì những cảnh những người xấu xa, những người xấu như em cứ gắn liền anh thôi. Thưa cô, tôi có thể giúp gì được không? Tôi có rất nhiều đồ hàng tới hôm nay, tôi nghĩ có thể là tiện nếu như là nó chỉ những thứ rửa này á. Mình không chắc là cái này là gì thì nói chung tập đầu là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhá, coi như là mình cũng khá là căng thẳng về mấy cái sự việc rồi. Sự việc thì nhiều mà chơi game mà tiếp diễn thì khó. Trời ơi. Ok, nói chung là mình sẽ đoạn này. Và gặp em ở vị tập sau, tập 2 của Broke Girl. Nói chung tựa game này thì cũng tần khá là căng thẳng đối với mình ấy. Nói chung là bye bye anh em nha.